các cái đảo nổi thì chúng tôi chỉ có kè lại xung quanh thôi để cho nó không bị sói lở, vì sóng có đánh cái năm này thì lở nó ở chỗ này thì nó lại bồi ở chỗ kia, thì chúng tôi kè kín nó lại để đảm bảo cho người dân cũng như là các lực lượng đóng quân quản lý trên đảo có cuộc sống được an toàn.